Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn là cách nấu sâm dứa sở kết hợp với những viên trân châu bột bán. Món thức uống này vừa thơm ngon, mát lạnh và bổ dưỡng. Cách làm thì nó cũng dễ, còn nguyên liệu thì mình cũng dễ tìm mua nữa. Công thức này thì các bạn làm để dành cho gia đình mình dùng trong những ngày trời nắng nóng này, hoặc là các bạn nấu dùng để kinh doanh. Rồi để làm được món này thì ở đây mình chuẩn bị là lá dứa tươi nè các bạn. Mình dùng là 200g lá dứa tươi. Và lá dứa thì các bạn chọn những cái lá cho nó hơi già, cho nó có cái màu xanh được đậm hơn đó. Và mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ ra để chút nữa mình cho vào máy sinh tố mình xay cho nó dễ. Và trước khi cho vào máy sinh tố mình xay thì bây giờ mình sẽ đi luộc phần lá này để giữ được cái màu xanh nè. Và khi uống sâm dứa sữa thì nó không có bị đắng mùi lá dứa. Chuẩn bị một nồi nước cho nó sôi thật sôi, rồi mình cho toàn bộ phần lá dứa vào đây. Mình luộc trong vòng 1 phút thôi, rồi mình vớt ra. Và khi vớt ra thì các bạn cho vô trong thau đá lạnh nè, để giữ lại được cái màu xanh. Và mình ngâm trong vòng khoảng 1 phút thôi, rồi mình đổ ra. Mình đem phần lá dứa này mình đi xay nhỏ rồi mình vắt lấy nước. Hai trăm gram lá dứa thì mình xay với là 800ml nước. Rồi sau khi phần lá dứa mình đã xay xong rồi nè, đó nó có cái màu xanh tự nhiên của phần lá dứa nè các bạn, nghe rất là thơm luôn. Mình làm sâm dứa sữa thì mình luộc sơ phần lá dứa rồi mình xay ra thì sữa nó có được cái màu xanh nè, và nó cũng không có bị đắng mùi lá dứa nữa. Và tiếp theo là mình sẽ đi chuẩn bị phần nguyên liệu để nấu phần sâm dứa sữa. Một ít muối là mình cho vào trong 150g đường cát. Và cho hết bịch bột rau câu dẻo 12g vào đây luôn. Trộn đều lên. Trộn đều xong rồi thì mình đem phần rau câu này mình đi nấu. Thì đối với là 12g bột rau câu dẻo là mình nấu với là 1 lít 7 nước, là cái thạch nó vừa, nó không có nhão và nó cũng không có bị cứng nữa. Phần này thì mình nấu chỉ 1 lít rưỡi thôi, để chút nữa mình bù thêm là 200ml nước lá dứa nữa. Phần nước này thì nó cũng sôi lăn tăn lên rồi. Mình sẽ cho 12g bột rau câu dẻo trộn lẫn với 150g đường vừa nãy mình trộn đó. Mình cho vào đây. Mình cho vào từ từ thôi, để nó không có bị vón cục. Và phần này thì mình nấu với mức lửa nhỏ thôi. Mình nấu trong vòng 5 phút thì phần bột rau câu này nó chín. Rồi sau 5 phút mình nấu rồi, nước nó trong ra hết rồi đó các bạn. Là lúc này phần bột cao câu nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho là 200ml nước lá dứa vào đây. Nước lá dứa này thì hồi nãy mình có nấu nó chín rồi đó, cho nên là mình chỉ trộn đều lên là được rồi. Trộn đều xong là mình nhắc xuống, mình đổ vô cái khay, để khi nào nó nguội là nó đông dẻo lại. Có bọt thì mình hớt bỏ hoặc là mình đánh cho nó bể. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi nấu phần bột bán. Bột bán này thì mình rửa sạch, mình cho vô cái gỗ cho nó ráo nước rồi nè. Mình cho vào đây là 300ml nước lá dứa. Trộn cho phần bột bán này nó đều ra, rồi mình mới đem lên bếp mình nấu. Và phần bột bán này thì mình nấu với mức lửa cho nó nhỏ thôi. Cho cái phần nước lá dứa nè, nó rút vào đây từ từ đó. Và mình nấu khi nào mà nước lá dứa này nè, nó rút vô trong phần bột bán nó khô lại hết. Đó, nó sệt lại như vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ cho nước vô đây thêm ha. Lượng nước thì các bạn cho mình ước chừng thôi, không cần chính xác đâu. Mình dùng là khoảng 400ml nước nữa. Nấu cho phần bột bán này nó chín hẳn. Sau khi bột bán mình đã nấu trong phần nước được khoảng là 5 phút sau rồi. Lúc này phần bột bán nó trong ra hết rồi đó các bạn. Là nó chín rồi.
Bây giờ mình sẽ tắt bếp nè và mình đậy nắp lại, mình giữ nóng nó. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần nước xăm dứa sữa. Mình dùng là 2 lít nước lọc, cho một ít muối vào đây và 250g đường két, hoặc là các bạn dùng đường phèn cũng được nè. Đun cho nước nó sôi lên, nó tan đường và muối hoàn toàn hết. Rồi mình sẽ tắt bếp nè, mình nhắc cái nồi nước này xuống. Lúc này thì nước nó còn nóng đó các bạn, mình cho phần sữa đặc vào đây. Cho sữa đặc vào thì mình trộn đều lên. Khi mình trộn đều phần sữa đặc ở trong phần nước nóng này rồi đó, là phần sữa đặc này nó chín rồi, cho nên là mình không có sợ là sữa nó còn sống ha. Thì đối với 2 lít nước là mình dùng là 200g bột kem béo. Còn nếu như mà mình thích béo nhiều hơn thì mình cũng có thể là mình tăng lượng kem béo này thêm, hoặc là mình giảm lại cũng được nè. Và khi mình trộn đều lên hết là mình cho là 300ml nước lá dứa còn lại vào đây. Thì tổng cộng phần nước lá dứa là mình dùng là 800ml đó các bạn. 200ml thì mình dùng để nấu thạch nè, 300ml thì mình ngâm bột bán, còn 300ml còn lại thì mình cho vào trong phần sữa này nè. Trộn đều lên là được rồi, vì lá dứa này hồi nãy mình trước khi mình xay là mình đã luộc chín rồi. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần nước đường để trộn vô phần trân châu bột bán. Bột bán thì sau khi nó nguội rồi nè các bạn, nó đông cứng lại rồi nè, mình sẽ cho nước ấm vào đây ha. Cái độ nóng của nước này thì mình cảm thấy nó hơi nóng tay một chút thôi nè, khoảng là 60 độ C đó. Mình cho vào mình bóp cho những hạt bột bán này nè nó tách rời ra hết. Rồi sau khi mình đã bóp phần bột bán này nó tách rời ra hết xong rồi nè đó, mình cho một lượng nước cũng hơi khá nhiều đi để mình rửa bỏ cái nước nhựa ở trong bột bán này. Rồi mình đổ vô cái rổ ha, mình xả lại với nước sơ lại nè, cho vô cái rổ cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường để ngâm vô phần trân châu bột bán. Thì đối với là 150g bột bán thì mình dùng là 150g đường cát. Cho 100ml nước lọc vào đây, đun sôi lên. Cho cái nước này nó hơi keo keo nè các bạn. Rồi mình nhắc xuống. Nước đường này lúc này nó còn nóng nè, thì mình cho vô phần bột bán từ từ thôi, mình trộn lên. Mình để ngâm trong phần nước đường này là bột bán mình ăn nó có độ giòn giòn, nó nở ra giống y như là những viên trân châu đó các bạn. Bây giờ quay sang phần thạch nè, lúc này thì nó nguội rồi đó các bạn, nó đông dẻo lại rồi, nhìn miếng thạch ngon ghê không, nhìn mát mắt luôn đó, nó không quá cứng và nó cũng không quá mềm nữa. Bây giờ mình sẽ cho lên thớt mình cắt nhỏ ra ha. Miếng thạch này thì nó lớn nè, mình cắt đôi ra mình cắt cho nó dễ. Đầu tiên là mình cắt đôi miếng thạch này ra nè, sau đó là mình gọc phần nữa. Rồi mình sẽ cắt vuông ra thành những miếng nhỏ, sao cho là nó vừa với cái ống hút trà sữa của mình đó. Khi cắt thì mình dùng tay mình kìm kìm miếng thạch này lại nè, đừng cho nó bị chạy. Cắt như vậy thì mình thấy nó nhanh. Mình kiểm tra thử miếng nào nó còn lớn thì mình cắt nhỏ lại. Cắt xong rồi thì mình cho ngược vô trong cái khuôn. Món xăm dứa sữa này thì uống vừa ngon mát nè. Và nguyên liệu và cách làm thì mình thấy nó cũng đơn giản, dễ tìm mua nữa. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần thạch này vô trong phần nước xăm dứa sữa. Và công thức này là mình uống với đá nè, cho nên là cái nước trà sữa này nó hơi ngọt đó. Và để bảo quản để dành uống thì các bạn cho phần trân châu bột bán vào trong phần chai nè. Để dễ đổ hơn thì các bạn cắt cái đầu chai đó, mình múc mình đổ vô cho nó dễ ha. Mỗi một chai là mình cho là khoảng 2 muỗng canh đầy. Rồi mình sẽ gót phần xăm dứa sữa có thạch vào đây. Lắc nhẹ phần chai lên để cho phần trân châu bột bán nó tách rời ra, nó không có bị dính.
Mình gót vô chai á, là mình để cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình để bảo quản để dành uống thôi. Còn nếu như mà các bạn nấu để mình kinh doanh đó, mình sẽ cho vào ly nè, cho khoảng 1 muỗng rưỡi canh bột bén ở dưới đáy ly nè, xong rồi á là mình cho đá lên, rồi mình gót phần sâm dứa sữa có thạch vô đây. Rồi trên cùng á là mình cho phần bột bén thêm nữa, mỗi một ly mình cho thêm khoảng 1 muỗng canh. Đó, như vậy là hoàn thành món sâm dứa sữa của mình rồi đó các bạn. Chân trâu bột bán thì nó lợn cợn nè, uống nó có độ giòn giòn, dẻo dẻo. Ăn miếng thạch này á thì nó vừa thơm nè, nó vừa mềm. Nước sâm dứa thì có độ béo thơm lừng luôn. Khi uống á là mình sẽ trộn đều lên. Dùng cái ống hút lớn thì mình hút là nó lên nguyên cái phần thạch luôn à. Và phần này á thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh là được trong 1 tuần. Với công thức này thì các bạn nấu để dành cho gia đình mình uống trong những ngày trời nắng nóng này, hoặc là mình nấu để kinh doanh thì nó cũng rất là tiện luôn. Phần này thì mình thấy nguyên liệu lại dễ tìm mua nè, và nó cũng rẻ tiền nữa. Nhưng mà mình có được thức uống này vừa ngon, mát, đẹp và cũng rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Rồi, như vậy là cách nấu sâm dứa sữa trân châu bột bán của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi hết phần video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.